Bên cạnh một dòng sông Đắk La êm dịu xanh ngát, một rừng thông mang đen hun hút những thơ mộng, Kon Tum còn là một trong số ít địa phương bảo tồn được phần nhiều những phong tục tập quán tại các buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiềm năng du lịch của địa phương này là rất lớn, từ thiên nhiên đến văn hóa lẫn những đặc sản địa phương. Nhưng để đón nhận và đủ khả năng phát huy tốt những tiềm năng du lịch ấy, nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum chính là nhân tố mấu chốt. Tuy nhiên, lực lượng lao động nơi đây chủ yếu là lao động nông nghiệp, chất lượng nguồn lực thấp so với những yêu cầu kinh tế, xã hội đặt ra hiện nay. Nắm bắt được cần nỗ lực tăng chất lượng nguồn nhân lực để phát huy tiềm năng du lịch Kon Tum, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những hoạt động thiết thực. Trong biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà, huyện Tum Mơ Rông, nhằm hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2024-2027, đã diễn ra chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. Kính thưa quý vị, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình học tập thực tiễn để đào tạo nguồn nhân lực trong 6 tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho 2PM. Mục đích của chúng tôi trước mắt là chúng tôi hướng đến nguồn nhân lực, hướng tới sự chuyên nghiệp hóa và từng bước nâng cao sự cạnh tranh của ngành du lịch nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Từ đó thúc đẩy và đưa du lịch trở thành nền ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng để phát triển của kinh tế của đất nước. Dù bận rộn với công việc, học tập, song Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà vẫn dành thời gian thực hiện các dự án cộng đồng. Cô gái sinh năm 2004 không làm điều tốt để giữ hào quang, mà ngược lại, cô rất mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội. Trong ngày 4 tháng 10, ngoài việc đến tòa soạn báo Thanh Niên để trao hơn 30.000 tập vở hỗ trợ trẻ em vùng bão lũ, Thanh Hà còn tham gia lễ bế giảng chương trình với tư cách là đại biểu. Đặc biệt, cô cũng chia sẻ về sáng kiến mà mình đã đóng góp vào quá trình này. Thanh Hà góp sáng kiến tiếng Anh cộng đồng cùng với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xây dựng một số bài giảng về tiếng Anh cơ bản. Thì em thấy rằng là chương trình rất là tốt và cũng như là các bạn học sinh và các anh chị đi trước thì cũng đã hoàn thành cái khóa học rất là xuất sắc và cũng đã dành một cái khoảng thời gian rất là dài để có mặt tại đây cùng tận hưởng chung cái khoảng thời gian thật là vui vẻ của chúng ta khi ở đây. Thì ngày hôm nay thì em cũng có những cái món quà nho nhỏ của mình cũng muốn đóng góp một chút cho tất cả các bạn vì đã hoàn thành xuất sắc khóa học là những cuốn tập, và em mong rằng là những cuốn tập em mang đến sẽ là những cái hành trang mới trong tương lai của các bạn, và cũng mong là sẽ đồng hành với chương trình trong thời gian thật là lâu và cũng như là được mọi người hướng dẫn và chỉ dẫn thêm để cho em có thể phát triển và tạo ra nhiều những cái hoạt động có ích cho xã hội nhiều hơn. Em xin cảm ơn. Không ép người làm du lịch địa phương phải thay đổi theo mong muốn của du khách, chương trình đào tạo để học viên thấm nhuần vẻ đẹp và nội lực của quê hương mình. Khi đủ thấu hiểu, học viên sẽ sẵn sàng dùng bộ kỹ năng được rèn luyện mang từng câu chuyện trong lòng đối trường Kon Tum chạm đến tâm hồn của du khách, mang nét đẹp đặc sắc nơi bản địa lan tỏa đến muôn nơi. Cùng với các chương trình phát triển nhân lực khác, Hoa hậu Thanh Hà mong tiếng Anh cộng đồng sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đào tạo đến nông thôn, vùng xa làm du lịch bản địa. Cô cũng hy vọng người trẻ nơi đây sẽ hiểu rõ tiếng Anh là nhịp cầu để tìm kiếm cơ hội, mang văn hóa và sản phẩm địa phương ra thế giới. Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Kon Tum lần này, không chỉ bảo chứng cho những hoạt động vì cộng đồng của Thanh Hà mà còn là động lực để bồi dưỡng tinh thần cống hiến, tiếp thêm sức mạnh để nàng hoa hậu bền bỉ, kiên trì trong hành trình phụng sự xã hội.